mọi người có đi chợ mua đồ tết không, mua mực mua đồ xuống đây dựa lại vụ ủng hộ em nha. Ủng hộ cô Trung nha. Ơi quá ơi rồi 120.000 ký rồi các bạn ơi, tôm thứ bảy rồi các bạn. Rồi tôm thứ bảy này rẻ quá chị, rẻ ký 120 luôn. Ờ chút ngồi đi chưa bán hết luôn nha. Rồi ok. Cá lóc 1 ký là 40.000. Còn một rổ này là 100.000 luôn nè. Rổ buổi sáng. Sáng thứ bảy rồi các bạn ơi. Em trai kia đâu rồi? Nó đi giao đồ rồi. Tôm càng 150.000 ký tôm sống luôn các bạn. Bí này 50.000 ký rồi các bạn. Sáng thứ bảy rồi các bạn. Trong trứng này 40, 40. 40.000 không trứng, 40, 50, 50 không. Đây là quang cảnh chợ đầu mối Bình Điền, khu hải sản tươi bên ngoài nhà lồng. Sáng thứ bảy, Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Dân buôn bán tôm thẻ của mình sống rất nhiều các bạn ơi. Làm cho tôi đi anh ơi. 160.000 ký hả chú ha? 160. À tôm sống luôn. 150 cái này, 150 bên này. Tôm sống to ha, búng luôn à. Đây quay đi. À ô. Thẻ này là 160.000 các bạn. 27 là nữa. Cái này 7 170 là nữa chú. Ừ. Tôm sống luôn, đang mà bún luôn nha. 110. À 90.000 ký. Tôm thẻ 110.000 ký chục. Buổi sáng thứ bảy đi các bạn, thẻ quá sống luôn các bạn. À cua hai loại luôn, loại 100, 200, 300. À ba loại luôn. 150, 130, 100 ngàn. Nguyễn Hòa tiếp tục tham quan cua bán cá sổ rồi các bạn.
cổ này là đồng giá hết các bạn ơi. Rồi bữa nay có cá đuối nhiều quá các bạn. Cá đuối nhỏ. Cá sổ đồng giá hết có 30.000 ký. Mà cá ấu làm gì thôi mà cá không lao.
ký này 50.000 ký nha các bạn. Sáng thứ bảy nha các bạn. Không trứng thì 40 cá rô quý 50.000 ký. Chết rồi 60.000 ký rồi các bạn. Cái đục này nhiêu ký rồi cô? Cái đục 3 ký 100 hả? 3 ký 100. Trời, rẻ quá.
45 ngàn ơi. Cá sa ba 45 ngàn. Cá lồng 3 kg 100. Rẻ quá. Tôm sống 90 chục. Tôm sống 90 ngàn tôm rẻ. Rẻ 90 chục. Ừ 90. Nghe kìa. 150 150. 100 ngàn luôn chứ. Đấy em trai này bán 150 rồi. 100 ngàn luôn. À 100 ngàn luôn. Rẻ vậy luôn. 100 ngàn luôn. Thứ bảy là nhiêu ký vậy?
Ngán thứ bảy hả? 70. 70 ngàn. Hết 3 con ký á. Dữ hả? Hết này với 3 con nặng lắm. 70 ngàn ký sáng thứ bảy là hết. Khoảng 3 con ký với các bạn. Lắp nhỏ xíu hả? Cái lắp ký 50 ngàn ký. À 50 ngàn ký sáng thứ bảy. Rồi chào luôn. Mùa này cá lóc, cá chê người quá các bạn. Quan cảnh sáng thứ bảy người dân đi mua hải sản cũng rất đông. Cá gì hồng một chết cũng có 25 ngàn. Mà có cá bóng nữa ha, cá bóng nữa. Cá bóng cộm. À, cá bóng cộm luôn. Cá giấy đi 50 triệu. Cá dừa hồng chết một này có 25 ngàn ký à. Đáng kể rồi. 15 ngàn ký được. 45-40 ngàn. 40 ngàn. Dừa hồng 25 khẩu luôn. Cao cá sạch ngàn. Thôi, Nguyễn Hòa tiếp tục đi tham quan bên trong chợ. Bên đây quá rẻ luôn hả? Rồi, mực ống rồi. Mực ống to ghê á. Mực ống là nhiêu em? 170 thôi. À, 170 ngàn ký mực ống á. Em mực nang. 90 luôn. Nang nhỏ 90 hả? Nang đi chị, 90 chị ơi. Nang nhỏ 90, mực ống 170. Đâu bên đây không bán hả? Không bán trong đó hả? Còn hả? Cá sa ba còn nhiêu đây hả? Em trai này vui tánh quá. Để sống này nay nhiêu rồi chị? Cái gì? 100 mấy chị? 160. 160 ngàn hả?
chim, cá mó, cá bóng, đủ loại cá. Cá bóp nữa các bạn. Cá lóc 1 ký là 40 ngàn. Còn một rổ này là 100 ngàn luôn nè. Rổ buổi sáng. Sáng thứ bảy rồi các bạn ơi. Em trai kia đâu rồi? Nó đi giao đồ rồi. À. Cá lóc rổ 100 luôn quý chị ơi. Rồi chào em trai nha. Rồi chào luôn. Cá lóc buổi sáng thứ bảy sổ 40 ngàn. Một rổ được 5 con ha. 5 con 100 ngàn. Qua đi qua không thấy. Rồi cho em trai lên sóng luôn. Rồi lên sóng luôn. Rồi. Rồi chào hai hai em luôn nha. Rồi rồi chúc hai em buôn bay bán đất luôn đi. Chừng nào về quê? 28 về quê. À 28 về quê. Ở tỉnh nào? Ở tới Bạc Liêu rồi. Ờ Bạc Liêu hả? Ồ cũng xa. Là mùng mấy lên? Ba tới ba lên rổ trăm là chị, một rổ là 100, quá rẻ luôn, ký 40 ngàn cá lóc sáng thứ bảy các bạn. Cá đá lát nào đó rồi Tâm bán nhiêu ký vậy? Ký 120 ngàn. À 220 ngàn. Nó là cá đá lát hay cá nặng ai? À một bịch là 101 hả? Một bịch đó nửa ký hay ký? Nửa ký hả? À một bịch là nửa ký. Còn mực Kindo là bữa nay sáng thứ bảy là giá cũng vậy hả? Ô bán cả cá, bán cả chả cá luôn. Bà Duyên. À bà Duyên hả? Cá Duyên. À, làm nếu hút lên cho nó vui. Mực là mực bữa nay là nhiêu? 227. Lớn 127 nhỏ 123. Lớn 127 nhỏ 123. Sáng thứ bảy giá cũng như vậy hả? Đó, lên 2.000 lên 7.000. À 2.000 là lên 7.000 ký. Cái chả cá gì vàng vàng này là chả cá gì ta? Dạ. Cái này là chả cua. Chả cua. Đủ thứ loại luôn ha. Chả cua này bán nhiêu bịch? Bịch 10 ngàn. 10 ngàn. Đây cũng 10 ngàn. Đây cũng 10 ngàn. Rồi lấy anh mỗi thứ 1 bịch đi. Dạ rồi. Sáng thứ bảy chúc em Tâm buôn may bán đất luôn nha. Dạ, cảm ơn. Ờ cua là bán mà Indo cũng nhiều lắm các bạn ơi. Mẫu lộn ha, hàng út lộn. Đô này cũng nhiều giá đó. Cứ bà thị em. 252 là hết xong rồi. Đó cái kia giữa đâu nhiêu ký vậy em? 120. Còn kia này nè. Đã gì không quay. Nè quay cho bà này cho lên đi.
120, còn kia bên đây nè. Nhiều bà bán hết nhiều hả? Cái này hả? À? Bán rẻ cho cô luôn. 100 ngàn hả? 100 ngàn. Còn cua nhỏ đó là cua nhỏ hả? Cua đó kêu vuông. Cua đấy, cua mắc cua 130 ngàn. Cua nó bạo thịt đó. Vì nó nhỏ chứ mà à, mà nó có vỏ không? Trời ơi, có cua đầu chứ có nước nữa. Trời ơi. Cua rang cỡ đó nước gì nữa. Trời trời, dắt cua đó coi. Nó bán hết nó về luôn á. Nó quậy anh ơi, nó muốn canh á. Có anh mua rồi, nó mua mấy lần. À vậy à, cô này mua mấy lần là thấy rồi. Đó. Canh mà. Nó bán canh hả? Bán canh cua. Bán canh cua, đúng rồi. Rồi. Nhà có ai ăn cua dữ luôn nè. Rồi, buổi sáng thứ bảy là em trai là bán hết luôn rồi. Rồi có ai mua cua thì chứ có số điện thoại của em rồi. Em đọc số điện thoại đi. Em đọc số điện thoại lại đi. À 0937 156 158. Rồi em trai có số điện thoại đó, ai có mua cua thì liên hệ em trai giao luôn tận nơi luôn. Không vừa ấy mình vừa quảng cáo kiếm người yêu luôn. À. Chưa chữa vợ thì kiếm cô nào à? Cô để ý cái là. Độc thân, độc thân. Độc thân. Độc thân vui tính luôn. Đang độc thân vui tính. Rồi cô có con gái không? Gái thì bao lâu rồi, có chồng hết rồi. À dạ, chết rồi, có chồng hết rồi. Vậy còn ai nữa không? Đi thấy mấy người bà bán than thế quá trời, gần Tết rồi cô Dung ơi. Còn có 5 ngày nữa à. Không ai đi chợ mua đồ. Đó tâm lan ăn nữa là nhiều hơn đấy. Thôi bữa nay mua cô Dung ký mực này nè. Rồi mua đi. Cô Dung ơi. Tới cô 70 rồi con. À mua một ký còn ăn cho mở hàng lại cho cô Dung ha. Chưa thấy cô Dung buôn bán buôn may bán đắt là mừng à. À buôn người buôn không bán. Rồi, đâu ai mua vậy à. Chứ. Rồi. Chúc cô Dung buôn may bán đắt luôn. Rồi đó. 120 xả vàng, xả vàng luôn. Người đẹp bán 120 kg tôm nè, xả vàng luôn. Kỳ vậy? 120 luôn, bao căn đầy đủ luôn. 120 ngàn ký rồi các bạn ơi, tôm thứ bảy rồi các bạn. Rồi tôm thứ bảy này rẻ quá trời rẻ, ký 120 luôn. 120 luôn. Rồi chút ngồi đi chưa bán hết luôn nha. Rồi ok. À. Đầu có hồi 45 hả? Đầu có hồi nay 45. Rồi đầu ốc ha. 35 ngàn. Đầu ốc 35 ngàn. Đầu ốc 35. Cá này cá sa ba 45 ngàn ha. Cá bên đây cá sa má. Cái này nó cái gì vậy? Đổ hồi hả? Còn ít nữa là 40 đi. Thôi chú ăn hết luôn nha. Dạ dạ. 45 ngàn nữa bán cái 40 luôn á. Lấy ăn lấy chế. Nhìn con này không biết số tiền nó nhiêu rồi đó. Mà nó cỡ đó bằng tay mua rồi. Mấy chế? 2 ký đi, 300 ngàn đi nè.
to ghê á. 2 kg 300, có lợi thêm nữa. 150 kg hả? Dạ. To ghê á. Có bao nhiêu hả? Tôm càng 150.000 kg tôm sống luôn các bạn. Cái chai này bán tôm càng 150 kg sống sáng thứ bảy rồi các bạn. Tôm tự 150. Quay người đẹp này hoài à. Dạ. À, quay người đẹp này hoài à. Mai bán tép bạc chú ơi, 65 ngàn. Tép bạc 65 ngàn. Dạ. Bữa nay là không bán cá luôn à, căng đủ đàng hoàng luôn á. À. Ai có xài tép bánh xèo nghe liên hệ em. Đúng rồi, tép này chứ đổ bánh xèo là hết ý luôn á. Vừa xay bánh xèo luôn. Có ai lấy tép bánh xèo cứ liên hệ em. 0379 39654. Rồi, có số điện thoại của cháu bán tép rồi đó. Cá biển luôn. Em giao cá biển luôn. Rồi. Trong vòng Sài Gòn. Là ship tới nơi luôn không? Rồi. Hàng dày chục ký lấy lên là em đem tới chỗ. 65 ngàn, 60 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 ngàn,
hả chị? Tôm càng chết rồi 60 ngàn hả? 60 luôn. Nó bấm xong vô đó nó còn mà nó tôm càng nữa, bữa nay là ngắt đầu hết trơn luôn rồi, 60 ngàn ký lẻ quá mà cụ bán nè. Rồi lựa đi. Bảo lựa cho tôi hồi ta lựa hết. Dạ, còn cái thùng này nó bé hùng đấy nè. Còn cái thùng nè bố ơi. Bây giờ nó ế như quỷ vậy, bán được quần thấy mẹ. Rồi 2 ký, căng cái chân bảo chưa? Quay lại tôi đi, 2 ký gửi đi. Rồi, lúc mà nãy con hát hùng ra. Bà cụ bán tôm 2,5 ký nha. 60 ngàn hả cô? 60 ngàn tôm tôm càng quặt đầu luôn rồi các bạn. Kêu giùm cho. Quặt đầu. Tôm này bao nhiêu chị? Rẻ quá bà cụ bán bán tôm sáng thứ bảy được các bạn. Bà cụ bán đắt hàng quá. Bà cụ có duyên. À. Bắt đầu là có cái biển của bà Phan Lãng. Làm gì đây? Chúng này đi hướng hả chú? À, còn mấy ngày Tết nữa đi xong rồi qua quay bên chợ qua. Dạ gần Tết rồi ế à. Cá hường bữa nay bữa nay nhiêu? 40 ngàn à. Cá đó cá cá bồng má 35 ngàn ký. Tới em thấy 8 giờ là nó ấy rồi. Người nào cũng mê hết trơn á. Thôi em chào anh luôn nha, rồi chào anh về luôn. Cua này cá dưa hồng ngột chết cũng nhiều bạn. Cá sống cũng có, đủ số loại cá.
Mấy chục ngàn ký vậy cháu? 40 hả? Dạ, 45 ngàn ký cho người. Cho người to đó các bạn. Sáng thứ bảy nè. Chê 45, cá lóc 40, lóc bự 50. Cá gì nó có chua được luôn. Cá lóc, ông chủ bắt cá lóc đây. Chủ vừa luôn. Tướng tá gì thấy ngon quá à. Hình đâu, đâu hình đâu. Giờ coi hình đây. Vì như giám đốc vậy chứ phải là bán cá nữa. Tướng tá nhìn thấy ngon quá. Có anh luôn hả? Bữa tôi quay anh là cá lóc bông á, rồi tôi quay có anh luôn á. À, có lóc thường. Cá giòn sống cá lóc trong càng sống luôn to ghê á. Mấy ký anh nha. 160 anh. 160 ngàn ký. To ghê á. Trong càng chết 70-90. Trong càng sống này nhiêu? 130. Trong càng sống. Ôi, xuống giá sổ luôn, 100 ngàn luôn. 100 ngàn. Sổ luôn, 100 ngàn. 100 đây. Nãy giờ đi quay thấy người nào cũng tham ăn ế quá nhiều. Ê, cái này top này chắc tôi theo ai lại cao quá. À, khi nào thất nghiệp đi theo tôi làm YouTube luôn. Rồi, chắc tôi theo đại ca đó. À. Rồi, chào hai ông bà luôn nha. Rồi, chúc ông bà buôn may bán đất luôn đi. Tôi quay YouTube mà thấy người nào cũng bán đất ở chợ bán con cũng mừng lắm. Mình quay mình thấy cũng vui lắm. Bán ế mình cũng thấy họ ngồi ở đầu. Trăm ngàn. Họ ngồi ở đầu mình thấy cũng buồn.
Rồi chào hai ông bà luôn. Để bà lấy hết cái lỗ lên cái 5.000 đó. Hết cá rồi, bây giờ có không có cá nữa đâu, tôi nói thiệt bà luôn. Đây cái đuối nhỏ xíu rồi bạn nè. À bọc má. Đủ thứ là loại cá luôn á. Đủ thứ loại luôn. Có 25 30 ngàn ký hả? Giòn mày là buổi sáng thứ bảy này là 100.000 ba ký anh hả? Tụi em bán rẻ thôi chứ còn ấy nó 35.000 ký. Đây cái anh bán cá rồi. Đây cá đây bà con ơi. Ai có mua thì cân đủ rồi là ghé lại cho em. Bao đủ luôn. Bao cân đủ luôn nha, không có thiếu nha bạn. Cá này cá. Tụi em bắt cá sống, cá chết không à? À, cá chết không hả? Không bắt cá sống, không có gặp đầu. Rồi, chúc anh chị buôn bán con đắt luôn nha. Rồi, rồi. Mua này cá sa ba, cá ngừ. Chuẩn bị ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh Nha Còng Quý Đình Hòa 64 nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.